Mời đó. Ok, này ta chơi. Đấy, ngày mới là đua được này, ta đi đi. Chưa không biết đua như nào ạ. Khổ. Nhìn con tướng của tôi chết không? Ôi tội tướng tôi bắp. Con này nó cảm giác nó hơi bị yếu, yếu yếu gì. Nó nhảy xuống nó bắn nhưng mà nó bắn yếu lắm, nó bắn không được mạnh cho lắm. Hình 22 nhá. Ông bài của ông trong game này như nào? Ông mở mấy cái token mấy cả mấy cái ấy free đi. Ông vào cửa hàng ấy. Để xong. Masters, get ready. Thế không hiểu vẫn còn chơi cái con. Ông phải đổi tướng không ạ? Let's do it. Đẻ trứng này. Đẻ trứng này. Đẻ trứng này. Rồi con mấy con mấy con cận chiến đừng lao lên trước đấy. À mấy con đánh xa đừng để lao lên trước nhiều bạn. Nhìn đấy. Tiền game to quá. Nếu nó tướng đánh xa đừng để lao lên trước thầy hiệp ơi. Đấy ok. Đây đầu tư con này để tôi bút gáp rồi. Còn mấy kia mà. Đạt bảo. Đối đào như cực kỳ. Vừa thủi mấy. Thầy bảo chơi đều khi vẽ đây mà hôm nay mình vẽ đây phải vẽ đây. Thôi đi cơ mà. Mày nhỏ. Tôi đang tích tiền để tôi gọi ấy. Tôi đang tích tiền để tôi gọi tướng. Đây có con tướng 10 điểm chắc nào. Tướng khủng. À tướng 10 điểm đấy ông phải có 5 bài skill cơ. À 5 bài phép trong người. Ông có 5 bài phép trong người thì nó sẽ gọi ra một con. Nó sẽ gọi thêm mấy con đấy đó. Ngáp cái này ông có bài gì để lấy trong bên này không? Ta xếp lại bài rồi. Đấy cho ông thủ đi. Ui dồi ôi, ui dồi. Đấy bài 10 sao. Bài 10 sao. Chỉ mẹ nó có cái kiểu ấy nó phá bài 10. Blue's obtained brick number 2. Tại sao làm nào để tướng vài ngày không bắn? À tướng đấy là con skill của con tướng của tôi mới có thôi. Làm nào để nhảy không? Không, tướng tướng skill của tôi thôi, con ông chỉ đứng trên bắn thôi. Skill của mỗi con tướng khác nhau mà, con của ông là skill được tam tổng đánh. Đẩy lính đi, để tôi tích con 8 sao của tôi. Ui cái gì đấy? Sao tôi được phân thân này? À đây là con của ông à? Đó, tao nhảy đúng không ạ? Xong. Bỏ toàn chắc này. Dậy này. Đấy, xếp bài em. Ủa,
này hay. Thực ra cái con cung này nó đi một mình thôi yếu rồi, nhưng mà nó đi cùng với team rất mạnh nhá. Đấy, ông lên cấp không? Ông mở hòm đi, có hòm. Ui, 1.000 tiền à? Được đấy. Ok. Gì đây? À, claim được cái này. Ngon, được con... được lá bài này. Bọn này nếu mà khi mà có 5 tướng hệ MP... 5 tướng hệ MPR này, hệ đế chế này, trong team thì nó sẽ được tăng thêm sức mạnh, tăng 50% attack dam. Kinh phết. Từ từ xếp lại bài. Ờ, xếp lại bài đi. Con này à? Tăng bao. Token thì thôi cứ để thôi, từ từ ăn. Chắc mình có cái gì mà nó hiện lên là mình vẫn vào đây nhỉ. Mình đang có 6.000 đấy, mình muốn đợi cái shop. Thôi, ông có vào cái shop này nó cho ra, nó cho một con tướng, à nó cho mở free một cái thẻ ấy. Xem mở ra thẻ gì. Mở free một cái thẻ xanh lá cây thôi. Ông bật cái shop lên, ông bật cái hòm ấy, có hình cái hòm ở bên cạnh cái biểu tượng của ông ấy. Đây mình tôi thử chơi một con tướng khác xem nó trông như thế nào. Đây chơi thử con này. No one will stand in my way. Ông có thể đổi tướng bằng cách ông ấn vào con tướng ở giữa màn hình này. Thế bạn. Đây bài của mình đây. Bài của mình nó cảm giác nó hơi thiếu cái tướng để đánh đoạn đầu game này. Imperial Vanguard này hơi yếu, mình không dùng. Chắc là dùng con này. Con này có hiệu ứng gì không? Không có hiệu ứng gì. Đi cũng không cần thiết lắm. Khỉ. Khỉ này khi mà... Wild Go. Cái này là tạo một cái vùng đất độc. Chơi nữa. Xong chưa? Ông nhận hết hòm hết các thứ rồi, nhận ông vào trong cái shop này. Rồi. Ông vào shop nhận chưa? Mở chưa? Rồi, rồi. Ông chọn tướng chưa? Rồi. Ông chọn gì ấy? Cầm hai nỏ à? À chơi đây à? Tôi thử cầm hai nỏ này, chưa chơi bao giờ. Con cầm hai nỏ này như có chiêu thật bẫy thì phải. Đâu thì mới trận đầu đấy, hai con. Không ăn, đừng dùng cái đấy. Đừng dùng cái đấy là cổ bom, đừng dùng, phí. Ui, con ấy của nó mạnh thế nhở? Ủa, con ấy có cái chiêu gọi con quái vật ra gây bãi lìn. À, đừng dùng! Đấy là cái chiêu nổ! Cái này cái gì? Hình nhân thế mạng à? À gọi một cái hình nhân thế mạng để bắt bọn đánh vào ạ. À. Hay phết. Còn ông có cái chiêu triệu hồi cho con sói. Chết rồi đi. Ồ chết rồi. Lỗi rồi, mất mẹ một đồng rồi. Đéo được rồi. Mấy con bay trên trời bắt buộc phải có cung để bắn nó nhá. Không được, thơ kêu tí.
Con ông có skill gọi đấy, con khổng lồ ấy, con ông ấy ấy, cái con khủng long ấy. Đấy, xe bắn tên à? Ô kìa kìa kìa. Điệp. À, chơi con này à. Ờ, ông mất skill à? Ông bài ông phải có đủ 3 cái chiêu ấy thì nó mới gọi được con cung. Các bạn. Chứ không thằng ấy của mình yếu lắm. Hay quá gọi người đá. Thằng ngu này thì đoạn rồi. All the end. Lên. Sắp win rồi. Ôi đi. Ôi đi cái mẹ ngoài nó có chiêu. Ôi nó có con này mạnh lắm. Nhìn kiểu con rồng vãi đái quá. Cầu nó xa xa ra hiểu không? Xong cầu gần thế. Cố thủ hiệp ơi. Cố lên. Đi cơ mẹ. Không được rồi, đi thua. Nó có 250 mấy máu á. Ông hiểu ông dùng chiêu lung tung quá. Ông dùng chiêu mấy pha toàn ra đất á. Ồ. Mẹ con ấy bên nó có cái chiêu mẹ gọi con rồng ra đến cuối game nó gọi con rồng mạnh quá. Con rồng nó cấn tim luôn này, con này này. Stand with me or despair. Oh yes, it's just lovely. Có sắp xếp gì không? Hiện tại này. Như để nhiều con tướng mạnh quá. Ông đừng cố nhét nhiều tướng đất con 10 sao của ông ấy, con 10 sao ông đập cái dòng của nó đi.
nó phải đi cùng với cả ba cái bài phép, bài hệ phép ấy, bài phép thì nó mới có thể kích hoạt được. Đâu nó bảo ít lưu hết 4 spell. Đúng rồi, 4 spell. Là cái bài spell ấy, là cái bài như kiểu quả cầu lửa ấy, ông biết cái chiêu quả cầu lửa không? Đây nhá. Nhưng mà con đấy tôi thấy nó không hiệu quả đâu, con đấy nó khó dùng lắm. Ông dùng thì cũng được thôi nhưng mà nó thôi còn, nếu mà ông cố ông nhét 4 spell vào thì con mới dùng một con đấy. Mà con đấy lên đi cùng với con Guardian, ông có con Guardian không? Mà ở một phía đi thôi. Thắng được tôi phát nào đâu vừa dậy. Guardian. Rồi ok vào. Bỏ mẹ này ra đi. Chơi bài linh tinh đi. Gần đéo phải giống như gì đúc đâu. Mỗi con ông đấy thích thì cho vào. Bài tổng hợp ấy. Tổng hợp kiếp. Ông không biết cái gì, vừa nói nhiều. Đúng là ông mạnh đánh với tôi 10 ván. Thua mất 9 ạ. Sao nào, mình nên lấy cái đéo gì vậy đó. Mình lấy cái này kéo về sau đi. Ê. Sao rồi. Ôi đấy rồi, tôi quên chưa đổi cứng rồi. Thôi rồi, kệ đi. Ừ, thầy là chỉ có đi đánh building. Con này là con tướng là chỉ đi đánh. Thôi đi, thằng kia nó cũng có con giống tôi kìa. It's on. Let's kick some monster ass. Đấy. Con này của tôi nó có nội tại là triệu hồi 5 lần. Cho nó đi cạnh tôi đi. Đi sau lưng tôi. Đừng đừng cái đấy, cái đấy. Cái đấy là trụ phòng thủ, khi nào nó tấn công mình thì mình cũng phòng thủ. Không đập sớm làm gì. Cái đấy là trụ phòng thủ mà, không đập sớm làm gì. Đi, mà nó cầu bom. Ôi đi cơ mẹ, con xương nó hút máu phần trăm ạ. Mày nhờ. Ôi đi cơ, con bắn xa thế. Đây, hay đấy. Có ai đứng không đỡ cho con này bằng. Đang đứng đây, con thôi đứng đây. Thủ hết bài, nó có xong sang này. Đi, comment cho. Đồng thế. Lên đỡ tí em ơi, để tôi lấy con 8 sao. Nó không nhảy xuống theo rồi. Quay đi. Chơi trò quá mày. Biết toàn đi.
Rồi nó sắp toang mẹ luôn này. Nhòn. Nhòn. Lên được gỗ 4, lên được gỗ 3. Ông lên cấp nào không? À, tôi được achievement này. À đâu, đây là quest 8000. Được mở cái gì không? À này. Thì mẹ lấy được cái này. SB là cái gì nhỉ? Season bonus. Cái gì đây? Cái này có rồi mà. Mở rồi mà. Round sau mình sẽ mở là con khỉ này. Cái gì đó? Mình đã mở cái gì đây? Cái con của ông Hiệp nó có chiêu để gọi mình chơi lại con này đi. Yes, you too, Ruffles. Làm chưa? Sắp xếp bài đi. Cái mình bỏ sư cái này ra. Cái này thì nó cũng được trong một số trường hợp đấy, nhưng mà họ đó dùng cái đấy nữa, mình dùng bọn hay dùng con này nhỉ? Dùng con này chống đám đông được này, hoặc dùng Guardian. Ông không có, tôi thử dùng Guardian xem nào, xem mà ông có được hưởng lại của tôi không. Được chưa? Ông muốn dùng con eo gì? À, vẫn dùng con eo đúng không? Ừ. Ok. Vẫn dùng cái con 10 sao gì? Outlander. Nhớ không kia không để đối tượng đi. Ô, không lấy ông tướng hả? Mua à? Không. Sao ông lại có? Không biết. Sao nó có free con này đâu? Sao lại có được? Biết thấy. Ờ, thế này là free khác nhau nhỉ? Cái con ma. Con này mạnh lắm. Con ông Hiệp mạnh lắm. Chơi chó à? Mày nhọn. Không nhá, tôi đang lấy 10 sao. Con này nó sẽ đặt trap này. Khi lên một số nó vào nó auto đặt trap. Đấy con người sao chưa? Rồi, tôi lấy con này ra để bảo kê cho ông. Ô được này, úp cho nhau này. Ô thịt mẹ sao lại rẽ đường trên. Đấy, bật cái số 0, à cái đầu tiên ấy. Cái ngoài cùng ấy. Đấy, cái đấy gọi thêm mấy con xương ra. Rồi, nhà thì hơi phí nhỉ. À, nó lại rẽ theo cái hướng của thằng G
chiến con Guardian nó đi mấy bài ông mạnh hơn. Nó sẽ đỡ đam cho con Guardian này, nó có nội tại của nó là đỡ đam cho những con tộc eo. Ông đứng đặt cái này ra này, cái này đặt này phí nó một lúc nó mất mà. Con Guardian nó đi cái bài ông rất là mạnh. Người đá là tôi ấy, nó đi cùng bài ông, nó đỡ đam cho mấy con tướng của ông. Kìa, ông được giảm tiền của hai chiêu kia kìa. Ông có dùng thì dùng, đấy, dùng cái đầu của nó. Tôi có mua điền nhá, ông mà có 10 sao thì ông có lấy ra nhá. Ông có 10 sao không? Có quá. Tích này lấy đi. Tôi có Guardian. Ok. Rồi. Búp khiên lên cho. Đi cùng độ này luôn. Có thắng mẹ luôn này, còn chưa kịp kéo sang à. Bọn mày cứ bóp quá. Nhưng này ngon đấy, ông chơi con đấy, ông sẽ gọi nó đúng con tộc eo. Xong rồi tôi chơi con Guardian này. Con Guardian này thì nó sẽ là khi mà đi cùng với bọn tộc eo ấy thì nó sẽ búp đam như bọn đấy. À búp thủ như bọn đấy. Đấy là nội tại con Guardian, cái con người đá của tôi. Mà mình có 6.000 này, mình muốn để dành cho cái shop này. Xem là nó thay đổi 20 phút nữa sẽ nó đổi, mà không biết được cái gì.